Xin chào các bạn, mình là Hiệp và chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Phê Phim. Và đây lại là Nhân vật Điện ảnh vào mỗi thứ hai hàng tuần, nơi chúng mình sẽ nói về những điều thú vị xung quanh các diễn viên, đạo diễn và những con người có ảnh hưởng tới nền điện ảnh thế giới. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với nam diễn viên Lý Tiểu Long, hay còn được biết đến với cái tên là Bruce Lee tại Hollywood. Và nếu các bạn muốn biết thêm về cuộc đời của nam diễn viên Lý Tiểu Long thì đừng quên ghé qua một số bộ phim tài liệu về nam diễn viên này hiện đang có sẵn ở trên FPT Play nhé. Ok, video này có tham khảo từ Wikipedia cùng với một số trang báo trong và ngoài nước khác. Và chúng ta cùng bắt đầu nào. Bruce Lee, tên thật là Lý Chấn Phiên, sinh ngày 27 tháng 11 năm 1940 và mất vào ngày 20 tháng 7 năm 1973. Ông được biết đến ở châu Á với nghệ danh là Lý Tiểu Long. Lý sinh ra trong một gia đình có truyền thống hoạt động nghệ thuật. Cha của Lý Tiểu Long là Lý Hải Tuyền, nghệ sĩ kịch nói Hồng Kông, được mệnh danh là tứ đại danh hài kịch nói Quảng Đông. Mẹ của Lý Tiểu Long là Hà Ái Du, con lai Đức, được nhận nuôi bởi ông Hà Khải Đường, nhà tư sản nổi tiếng và đồng thời cũng là một nhà hoạt động xã hội. Năm 1939, cha của Lý Tiểu Long là ông Lý Hải Tuyền dẫn theo vợ và ba người con từ Hồng Kông sang khu phố người Hoa thuộc San Francisco để theo đoàn biểu diễn kịch nói tiếng Quảng Đông ở Mỹ. Lý Tiểu Long được sinh ra trên đường lưu diễn của cha vào một buổi sáng sớm năm 1940, theo âm lịch Trung Quốc là năm Canh Thìn. Mẹ của ông nhũ danh là Tế Phượng, tên tiếng Anh Bruce của ông được đặt theo gợi ý của Mary Glover, người y sĩ đã đỡ đẻ tại Bệnh viện Đông Hoa, San Francisco. Năm 1941, khi một tuổi, Lý Tiểu Long cùng gia đình trở về Hồng Kông và sống ở căn hộ số 218 đường Nathan. Thời điểm này, Hồng Kông đang bị Nhật Bản chiếm đóng. Ông và em trai ban đầu được nhận vào trường tiểu học St. Mary's Canossian College. Năm 1949, theo yêu cầu của nhà thờ Công giáo, tất cả các nam sinh phải chuyển sang trường Đức Tin, sau đó sang trường trung học Công giáo LaSalle College. Mặc dù thời thiếu niên của Lý Tiểu Long sống cùng gia đình khá giả, nhưng khu dân cư ngày càng một đông người, cùng với đó là những xung đột sắc tộc do vấn đề thuộc địa, dẫn tới cuộc xung đột băng đảng giành địa bàn trở nên đông đúc, nguy hiểm hơn. Vì có lý lịch là Trung Quốc, nên Lý thường xuyên bị những thanh thiếu niên người Anh gây sự và chế giễu, dẫn đến việc Lý Tiểu Long chán đời và tham gia vào các băng đảng đường phố, bất chấp sự không hài lòng của gia đình. Kết quả là từ năm lớp 4, ông đã bị buộc thôi học do đánh nhau và vắng mặt nhiều lần, phải chuyển sang trường St. Francis Xavier College. Năm 1954, vào năm Lý Tiểu Long 14 tuổi, ông đã theo học vũ đạo. Với vũ điệu Cha Cha Cha, ông giành giải quán quân cho cuộc thi nhảy Cha Cha toàn lục địa vào năm 1958. Cũng trong những năm này, Lý Tiểu Long có một vai diễn trong The Orphan. Đây là vai trẻ em cuối cùng, cũng là phim duy nhất không có cảnh đánh đấm. Cùng năm đó, ông tham gia giải quyền Anh và đánh bại người vô địch 3 năm liên tiếp. Năm 1959, do có xích mích với hội Tam Hoàng mà Lý Tiểu Long đã bị cảnh sát Hồng Kông điều tra. Vì lo lắng cho con nên bố mẹ ông đã quyết định đưa ông sang Mỹ, quay lại về San Francisco. Với 15 đô của bố và 100 đô của mẹ, Lý Tiểu Long đã đến Seattle, Hoa Kỳ và sống với một người bạn cũ của bố. Lý học xong trung học tại Edison, Washington và sau đó đăng ký học chuyên ngành triết học tại Đại học Washington. Ông cũng dạy môn võ thuật Vịnh Xuân mà ông đã học được ở Hồng Kông cho các sinh viên của mình. Nghề dạy học đã đưa Lee đến với cuộc gặp gỡ Linda Emery, người mà ông kết hôn vào năm 1964. Vào thời điểm đó, Lee đã mở trường dạy võ thuật của riêng mình ở Seattle. Từ khi còn rất nhỏ, Lý Tiểu Long đã được tiếp xúc với võ thuật Trung Hoa. Thời ấu thơ, Lý Tiểu Long có vóc người gầy gò, ốm yếu. Cha ông muốn con trai có thân hình khỏe mạnh nên đã dạy thái cực quyền cho ông từ năm lên 7. Đam mê võ thuật của Bruce Lee dần được hình thành từ những cuộc chiến đường phố không hồi kết. Năm 13 tuổi, ông đã tự hỏi mình rằng mình sẽ làm gì nếu mình chiến đấu mà không có bạn bè, không có chiến hữu. Với những suy nghĩ này nên Bruce Lee đã quyết tâm học võ. Ban đầu, ông theo Vịnh Xuân Quyền cùng danh sư Diệp Vấn, người sau này là trưởng môn hệ phái Vịnh Xuân Quyền Hồng Kông, nhưng vì tình thế khi đó mà phải bỏ dở giữa chừng. Năm 1963, Lý Tiểu Long có quay lại Hồng Kông sau một thời gian dài lưu lạc đất Mỹ. Trong lần trở lại Hồng Kông, Lý Tiểu Long có quay lại với Diệp Vấn, xin theo học nốt phần cuối bài Mộc Nhân Thung mà Lý cho học hết, nhưng bị Diệp Vấn từ chối. Lý Tiểu Long đã đổi hướng chuyển sang bái sư Thiệu Hán Sinh, luyện một số bài võ như Tinh Võ Hội Tiết Quyền, Thất Tinh Đường Lang Băng Bộ Quyền, vân vân. Khi trở về Hoa Kỳ, Lý Tiểu Long bắt đầu mở rộng những lớp dạy cung phu của mình. Cùng với sự phát triển của quy mô các lớp võ, khả năng võ thuật của Lý Tiểu Long cũng ngày càng hoàn thiện hơn. Một số giai thoại về tài năng võ thuật của Bruce Lee có thể kể đến. Ông có thể cướp một xu ra khỏi bàn tay mở của một người trước khi họ có thể đóng nó, thực hiện hít đất chỉ sử dụng hai ngón tay cái và ngón tay trỏ, hay hít xà đơn một tay được 50 lần. Việc Bruce Lee chăm chỉ dạy võ cho cả người học viên da trắng khiến nhiều võ sư Trung Hoa sống tại Mỹ lúc bấy giờ tỏ ra không mấy hài lòng. Năm 1965, Lý Tiểu Long nhận được lời thách đấu của Hoàng Thạch Sơn, một thầy dạy cung phu tại khu phố Tàu. Họ thỏa thuận nếu Lý Tiểu Long thua, ông sẽ phải hoặc là đóng cửa võ quán của mình, hoặc là ngưng dạy những người da trắng. Còn nếu Jack thua, ông sẽ phải ngừng dạy võ.
Bruce Lee đã chiến thắng. Tuy nhiên, trận đấu này đã kéo dài trong 20 phút khiến ông bắt đầu suy nghĩ về việc cải tiến võ thuật của mình. Đây chính là cơ sở cho môn võ triệt quyền đạo, nghệ thuật chiến đấu bằng cách chặn đứng đòn tấn công của đối phương. Triệt quyền đạo là môn võ bao gồm đòn thế của nhiều môn phái như là quyền Anh phương Tây, quyền Thái, Karate Nhật Bản, Taekwondo Hàn Quốc, võ Trung Hoa, Hồng Gia Quyền, Vịnh Xuân Quyền. Đồng thời, nó cũng là sự kết hợp tài tình giữa nghệ thuật khiêu vũ của châu Mỹ và tinh hoa võ học của châu Á. Triệt quyền đạo từng được Lý Tiểu Long biểu diễn tại giải thi đấu Karate quốc tế ở Mỹ năm 1967. Truyền thông Mỹ phong tặng Lý Tiểu Long là một trong những người tạo nên cách mạng trong thế giới võ thuật. Lý Tiểu Long bắt đầu sự nghiệp điện ảnh của ông khá sớm, khi chỉ 13 tháng tuổi. Ông đóng vai một em bé trong Golden Gate Girl năm 1941, tên tiếng Việt là Kịch Môn Nữ. Tới năm 1946, Lý Tiểu Long tiếp tục tham gia vào một số bộ phim như là The Beginning of the Boy, Nhân Chi Sơ, The Birth of the Mankind, My Son, An Chun, v.v. Các tác phẩm này chủ yếu được chiếu ở thị trường Trung Hoa Đại Lục và Hồng Kông, nhưng cũng là minh chứng rõ nét cho tài năng điện ảnh nở rộ từ rất sớm. Năm 1950, Lý Tiểu Long lần đầu tiên đảm nhận vai chính trong bộ phim có tên là Tế Lộ Tường. Năm 1966, Lý Tiểu Long ghi dấu với khán giả Mỹ trong bộ phim truyền hình The Green Hornet chiếu trên đài ABC và được trả một khoản thù lao là $1,800. Tuy vậy, nhân vật này lại gây nhầm lẫn với khán giả Mỹ bởi cái tên Kato, một cái tên thuần Nhật, cùng với đó là trang phục võ thuật đậm chất Nhật Bản. Mùa hè oi bức của năm 1971, Lý Tiểu Long nhận lời mời của một công ty điện ảnh Hồng Kông ký hợp đồng đóng hai phim là Đường Sơn Đại Huynh và Tinh Vợ Môn với cát xê là $15,000. Hai tác phẩm thu về thành công rực rỡ ở phòng vé. Đường Sơn Đại Huynh đạt doanh thu hơn $3.5 triệu chỉ trong khoảng 3 tuần, nhưng Tinh Vợ Môn lại vượt ngay sau đó, khiến tên tuổi của Lý Tiểu Long liệt vào hàng siêu sao ở Hồng Kông. Tình Vợ Môn năm 1972, bộ phim được ông tham gia đồng đạo diễn, cũng là bộ phim giúp Lý Tiểu Long nhận liền một lúc hai giải, giải Kim Mã cho phim Hoa ngữ xuất sắc nhất và giải Kim Mã của Hội đồng Giám khảo đặc biệt. Bộ phim nổi tiếng nhất trong sự nghiệp điện ảnh của Bruce Lee là Long Thanh Hổ Đấu, Enter the Dragon, ra mắt vào năm 1973, hợp tác với Hollywood. Đây là tác phẩm góp phần mang võ thuật Trung Hoa đến gần hơn với thế giới, với những pha hành động vô cùng đẹp mắt và chân thực. Bộ phim cuối cùng mà Lý Tiểu Long tham gia là Tử Vong Du Hí, ra mắt vào ngày 23 tháng 3 năm 1978. Khi đang đỉnh cao của danh vọng, Lý Tiểu Long đột ngột qua đời. Ngày tử vong chính thức theo báo cáo của Pháp Y là ngày 20 tháng 7 năm 1973. Lúc này, Bruce Lee mới chỉ 32 tuổi. Nguyên nhân tử vong được thông cáo với giới báo chí là chứng phủ não. Cho đến nay, đây vẫn là một trong những cái chết bí ẩn tối nhiều giấy mực nhất của báo chí. Kẻ khóc than cho người tài hoa nhưng bạc mệnh, người lại đồn đoán về thuyết âm mưu. Nhưng dù câu chuyện có thế nào, người ta cũng không thể ngừng tiếc thương cho Bruce Lee, con người đã góp phần không nhỏ trong việc thay đổi cái nhìn cực đoan về người châu Á trên màn ảnh của Hollywood. Khi còn sống, Lý Tiểu Long đã từng viết rằng, mục tiêu của tôi là trở thành ngôi sao châu Á lừng danh có cachet cao nhất ở Mỹ. Bắt đầu từ năm 1970, tôi sẽ được cả thế giới công nhận. Đến năm 1980, tôi sẽ có tài sản là $15 triệu, lúc đó tôi và người nhà sẽ sống sung túc và hạnh phúc. Năm 1999, tạp chí Time xếp Lý Tiểu Long vào danh sách một trong nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất thế giới trong thế kỷ 20. Qua đời cách đây hàng chục năm, nhưng ông vẫn để lại sức ảnh hưởng to lớn với điện ảnh Trung Quốc nói riêng và điện ảnh thế giới nói chung. Ông thuộc top 3 nam diễn viên gốc Hoa được thế giới biết đến nhiều nhất, là cảm hứng cho nhiều đạo diễn như Châu Tinh Trì hay là Quentin Tarantino. Kill Bill cho cô dâu mặc bộ áo vàng huyền thoại của Bruce Lee, còn Châu Tinh Trì trong bộ phim nổi tiếng nhất của mình cho nhân vật chính mặc nguyên outfit chiến đấu của Lý Tiểu Long trong Long Tranh Hổ Đấu. Ngoài việc là một võ sư, diễn viên vô cùng tài năng, Lý Tiểu Long cũng là một nhà thơ và là một nhà triết học. Ông từng có một thời gian nghiên cứu về triết học phương Đông và phương Tây, ngoài ra còn hợp nhất các yếu tố của đạo Chidu, đạo Hồi, đạo Lão và triết lý Krishnamurti. Những yếu tố này sau này đã được áp dụng vào lý luận triệt quyền đạo, góp phần không nhỏ trong việc tĩnh tâm. Ông cũng từng xuất hiện trong nhiều tập thơ và các bài viết chuyên đề triết học. Lý Tiểu Long đã có một thư viện khổng lồ chứa hơn 2.500 cuốn sách ở nhà của mình, phần lớn chúng nói về võ thuật và triết học. Trước khi mất không lâu, Lý Tiểu Long đã viết một bài luận cá nhân tên là In My Own Process, trong đó ông đã nói về vai trò của mình trong thế giới này. Nếu còn sống đến thời điểm hiện tại, có lẽ Bruce Lee đã trở thành một con người lỗi lạc với nhiều cống hiến cho giới nghệ thuật, nhưng tiếc là ông đã ra đi quá sớm, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho những ai yêu quý và kính trọng ông. Và đó là những điều mà chúng mình muốn kể cho các bạn nghe về Lý Tiểu Long. Nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên like và share nó. Còn nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với Phê Phim thì đừng quên nhấn nút subscribe cũng nút chuông nho nhỏ ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào chúng mình ra trong tương lai nhé. Mình là Hiệp, cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye! He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.